Thảo Auto Bình Dân xin kính chào quý vị và các bạn. Và chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Trần Thảo An Khang, một kênh chuyên audio giá Bình Dân. Và đây, mình xin giới thiệu đến anh em làng chơi chúng ta một bộ amply và tuner hàng cổ cực kỳ hiếm vị ha. Đấy là bộ này đến từ thương hiệu Bino Nhật Bản vị ha. Và dưới đây là amply trước vị ha. Amply đây vị, amply thì nó có model là SA70. Dòng này quấn 4 con sò sắt. Bốn sò sắt lớn nghe gì nha. Sẽ cầm tổng quấn 4 con sò sắt. Amply cổ rất hay trong tầm tiền vị ha. Còn dưới đây là cái tuner, cái bộ của nó. Cái tuner là cái radio vị ha. Đây. AMFM Stay Tuner, model là TS70 vị ha. TS70 dưới là SA70. Đây là một bộ. Bộ này thì mình sưu tầm được cái này do đóng về chặt hẹp quá, lúc đóng chặt hẹp quá mình đã mở hết mấy cái chân nó ra gì ha. Đây mình quay liền cho anh em, có clip cho anh em theo dõi. Và anh em có gạch đá thì chuẩn bị tinh thần sẵn vài ngày nữa thì hàng về tới shop em sẽ vệ sinh và có clip test cho anh em ha. Đây thì mình quay xuyên xương cho các bạn chúng ta xem chiêm ngưỡng sơ sơ nó gì nào gì ha. Đây là tại bãi nó giờ giờ bẩn bẩn như vậy đâu gì ha. Sao cần chiếc quý vị. Đây, 100V 3W là cái tuner nha. Cái amply này gì? Amply 100V 82W cắt cổ nghe gì nha. Thằng lo cũng cắt cổ luôn đó. Một chiếc rồi để size này nó cũng gọn nghe vậy nha. Size gọn. Anh em có cần thiết nghiên cứu kỹ con này thì lên Google nghiên cứu. Đây là hàng chính hãng thì tất cả các trang web đều có vậy ha. Rồi thì để em dùng con này xuống cho được các bạn coi cái phần đít của nó vậy ha. Đấy. Đít có một chiếc vậy ha. Đít thì sexy vậy mà, con nào cũng vậy hết. Đấy, con này lên thì lên mặt cho xem luôn. Đấy. Cả là tính sexy bảy màu có gì ha. Hàng nguyên bản, nguyên bãi. Nguyên bản tại bãi gì nha. Đó. Đây, để cận cảnh cho vị xem. Con này nó quýnh được A, B và A cộng B luôn vị ha. Dữ dàng ha, A, B, A cộng B luôn. Quýnh 2 cặp lo một lượt luôn. Như vậy là cái nút speaker, up speaker. Và lần bass chép volume ở đây. Helix. Các nút chức năng ở đây. Và lần stay, left right, left cộng right. Như vậy là cái công tắc nguồn, đúng rồi, cái gì? Công tắc nguồn của nó này, công tắc nguồn nói chung với volume đúng cái gì nha. Rồi, thì về phần âm ly này thì quý vị chờ em sau nội thất cho quý vị coi luôn nha. Em sẽ lấy gục mở cái gục âm ly ra cho quý vị coi. Nó quýnh 4 con sò sắt tô. Sò sắt này sò sắt gì đây? Sò sắt gì là lạ đây. Rồi rồi quý vị chờ em mở ra em cho quý vị coi sò của nó luôn. Và đây tiếp tục là mình mời quý vị và các bạn, mời anh em chúng ta xem cái phần nội thất của con âm ly Bino SA70 này đi ha. Rất đẹp vậy ha. Taxi 7 màu còn lan can luôn, không có rỉ sét gì hết gì nha. Đấy, nó chỉ tối màu theo thời gian của nó thôi. Thì tổ lục nguồn cũng khá to vậy ha. Hai tổ sức âm quá đẹp quý vị ơi. Và bốn con sò sắt Toshiba quý vị. Đây là cái dòng sò độc quý vị ha. Đây 551. Đấy, ở đây là nó có hai cái này mình không hiểu là cái gì. Giống như là anten hay gì. Hay là nó thừa ra gì ha, chứ không có dấu vết để mà xuất ra chỗ nào hết cái gì ha. Đó. Cuộc đẹp lắm nghe gì nha. Con này chắc có thể là test là hát luôn không chứ. Con này chắc là ok lắm đó. Nhìn quá sạch sẽ. Em sẽ quay kỹ lên cái phần nội thất cho quý vị và các bạn chúng ta xem nữa nha. Đồ rất cổ và vi ha. Con này nó sản xuất năm nào mình cũng chưa nghiên cứu luôn. Mình thấy nó cầm này thì rất cổ quá. Sò nè. hai SD551 bốn sò giống nhau đi ha.
quá đẹp, quá xinh xỏ, quá đẹp, giá cả thì quá rẻ luôn vị. Và đây em cũng xin báo giá cho quý vị và các bạn luôn, con âm ly Vina với là cái tuna Vina nguyên bộ này nè. Thì nếu quý vị và các bạn nào nhận hàng bãi không test như vậy thì em giao lưu đến quý vị và các bạn với giá là 3.500.000 đồng quý vị nha. Còn khi mà về tới shop Trần Thảo Khang em test xong thì em sẽ làm clip test và báo giá sau test là giá khác quý vị nha. Rồi đến đây thì em xin tạm dừng video, một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành chút ít thời gian xem hết clip Trần Thảo Khang phát. Và nếu quý vị và các bạn nào đang xem kênh Trần Thảo Khang, quý vị chưa đăng ký kênh, quý vị vui lòng ấn vào đăng ký cho Trần Thảo Khang em xin thêm một lượt đăng ký để ủng hộ tinh thần và ủng hộ kênh Trần Thảo Khang của em nha. Quý vị đăng ký kênh để tiện theo dõi các clip Trần Thảo Khang up lên sớm nhất mỗi ngày nha. Em xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào clip sau.